luôn á, kêu đi họp mà nghe tưởng nghiêm trọng lắm, lên không thấy họp gì chưa, thấy ăn không à trời. Họp xong rồi mới ăn á chứ giỡn hoài em. Em là lên trễ với cái chân người ta họp xong em mới lên á. Anh Cương vậy nè. Anh Cương vậy nè, kêu đi lên họp, lên họp, lên họp chẳng Cương. Đã biết bối cảnh luôn. Xong đi lên nhà anh Cương là không thấy họp gì chưa, thấy ăn không là ăn. Mà kịch bản thì gửi cho diễn viên đọc rồi, mà lên anh Cương kể lại nguyên một cái câu chuyện luôn. Không biết diễn viên về có đọc kịch bản không đây. Cái dơ anh Hùng Thuận nè, không bao giờ đọc kịch bản nha quý vị. Bậy quá. Bậy, nói bậy nói gì chết rồi. Bậy, bậy, bậy. Xin chào quý khán giả của kênh YouTube Hồ Bích Trâm Official. Ngày hôm nay thì Trâm đang có mặt tại nhà của anh Khương Dừa. Đây là lần thứ 2 Trâm được lên đây. Ngày hôm nay là lên đây để mà họp ekip để mà chuẩn bị bấm máy bộ phim Chùm Nổ của anh Khương Dừa. Anh Khương Dừa làm đạo diễn, làm biên tập rồi làm diễn viên luôn. Xin chào mọi người. Ủa gì kì vậy? Xin chào cả nhà. Xin chào quý vị. Không ai tương tác với em quý vị. Không một ai tương tác với em luôn. Đây anh Khương Dừa chủ nhà. Cho chỉ có mình anh Khương là tương tác thôi, còn lại là lo ăn lo uống không à. Mấy người này thế nào cũng bị ném đá à. Đảm bảo luôn là bị ném đá luôn. Đây thưa quý vị, trong phim Chùm Nổ có anh Hùng Thượng, tên có Lê Minh Thành, có bé Lan Hương, có Cẩm Kiêu Kỳ. Cẩm Kiêu Kỳ đây là một diễn viên có nem nha, diễn viên trong bộ phim Về Nhà Ăn Tết á. Biết tôi không bớt đâu. Ghê lắm mà lý vô la lối rồi, ghê lắm mà. Ngày hôm nay là lên họp mặt, nhưng mà họp thì ít nhưng mà ăn thì nhiều. Đó là lý do là anh Khương đã chuẩn bị rất là nhiều món ngon để mà đãi cho ekip. Mọi người hỏi trà sữa đâu đi, Anh hỏi trà sữa đâu đi. À, em kêu hỏi đúng không? Dạ anh hỏi đúng không? Anh hỏi em đi bộ. Anh hỏi em đi, em trả lời. Trà sữa đâu rồi? Trà sữa ngủ. À ok. Trà sữa không có quay YouTube cho cô Trâm. Chỉ quay cho ba Dừa thôi. Vậy rồi hả? Trưa là đi coi cảnh chưa ăn uống gì nữa. Trưa mọi người. Đây là gà nướng nè, rồi vịt quay nè, tôm nè. Đây là những món mà nhà của anh Khương Dừa đó chuẩn bị để đãi cho đoàn phim. Rồi rồi thôi mời cả nhà ăn nha. Mọi người ăn đi, em đứng em quay YouTube được rồi. Hả? Vô ăn hả? Gì gì hoàng không nè. Trời ơi, đừng có đi quay phim mà ăn mà ngại là tao nói đó. Ăn giờ cũng no quá. Đi quay phim rồi nè, hai ông đây ngại đó nè. Đi vô ăn, mình ăn bình nước buffet mình ăn cũng được nữa. Đúng rồi. Thiệt, cho nó thiệt. Vô ăn mọi người. Đi quay nè. Vô ăn đi. Em ngại lắm. Thôi nè, vô ăn đi bà. Vô ăn em ngại lắm. Rồi, cảm ơn nha. Không, cảm ơn rồi. Vô ăn đi, ngại cũng ngại. Em đi quay mà em không ăn là em đói, em nói trước. À, thưa quý vị, là bối cảnh chính của bộ phim Chùm Nổ là sẽ là ở nhà của anh Khương. Cho nên là Trâm quay có 3 ngày à. Trâm nên Trâm quyết định là Trâm sẽ ở dưới đoàn phim 6 ngày để Trâm quay YouTube. Quay hậu trường. Cái clip đầu tiên là mình sẽ leo lên mái nhà của ba vợ của anh Khương. Xong mình tháo nó cái gạch ra, ngói ra. Mình lướt mình làm ba chỉ nướng cho cả nhà ăn. Ủa sao lại quan tâm tới em hết vậy? Thôi nói chúc cho bộ phim của anh Khương thành công. Dạ, vô. Cũng hết rồi, em cũng hết rồi. Cũng hết rồi. Đừng tắt chơi nha. Rồi, 1, 2, 3, vô. 3, 2, vô. Ấp đạt là anh Khương làm 10 bàn nha anh Khương. Trong phim này có anh Khương, á, anh Thành, với anh Thuận, với em, với bé Lương Hương ơi. Còn những diễn viên khác thì chúng ta sẽ tiết lộ vào ngày 10 tháng 3 nha. Ủa chưa hết mà quên mất cái 2 phút rồi. Ăn đi. Mới tính nói gì nè, ta bỗng bấm anh Khương nè. Mới tính nói gì tự nhiên Trâm mới làm mình quên, mới lên mới tính chào chào mình nói gì tự nhiên. Quên mới kêu sao. 10 phút, 10 phút, 12 phút đúng không? Dạ. Mấy anh chị bận lịch nên mấy anh chị không có tới được. Dạ, hôm nay là mình họp với đây cho tiện, thứ nhất là để mấy anh chị với mấy em biết cái bối cảnh để đi cho nó dễ. Chứ bữa sau nhà mà đi nhiều bữa sau mà đi mà gọi tới cái chỗ mà không có đường là tới hết giờ luôn. Ngoài cái đường gấp 2 này mình vô, còn cái đường nào mà đi vô là đi qua cầu Dường Nguyễn Linh luôn, đi ngược lại. Đúng rồi, đi vô ngược lại nha, đi chứ đi đường xuống Nguyễn Linh là nó quẹo vô không được á, sao không được. Bữa Trâm đi rồi Trâm biết. Nãy đi vô được gấp 2 gì phải không? Đúng rồi, đi đường nó không vô được không, bữa trước Trâm đi một lần là vô không được rồi, cho nên là bữa nay Trâm quyết định là Trâm đi qua cầu vượt rồi Trâm đánh vòng lại. À đường gấp 2 à, đường bao vô được mà. Được. Em mới đi đường gấp 2 vô nè. Đường gấp 2 cái nó treo quá, cái xe em bị chạy. Ủa, đi luôn hả?
nguy hiểm. Ngay đường hai luôn á. Coi đường đan đó. Thì đó. Bởi vậy mới chạy xe. Đường đan đó nó. Cho chị có nửa gì cho chị gọi dặn không vô đường đó rồi. Giờ tới bà cô bà. Không ai dặn tôi hết trơn á, tôi chạy vô đường đó luôn thiệt tình. Mình đi xem mình xin cô miếng chanh ra mình rưới lên cho nó ngon. Trời ơi. Bà dép ra nè. Mấy món này là ở nhà mình nấu luôn á cô. Trời ơi em mua nhà đó mà nhà. Đây. Mới vậy nó được. Dạ. Mình rưới miếng chanh lên cô bò, rưới miếng chanh lên cho nó ngon. Mọi người nhìn là mọi người biết bối cảnh quen thuộc của ông bà nội bà ngoại của bé trà sữa rồi. Đi về nhà ăn cơm hết đi nha, đỡ. Rồi, này quá trời món luôn á. Trời ơi, món bỏ những gì không bị tinh nhiên. Quá trời đất món rồi. Ủa, tình của anh đúng của em ra. Quang cũng như của em. Trời. Có một tiền người chưa có dụng thêm nhiều. Tiền á, tiền. 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 Một trong số đệ tử của anh hay sao anh Xuân? Anh Trương đó nè. Nóng một phim ngủ lâm này náo. Ngủ lâm này náo. Ngủ lâm này náo. Nhớ là 27 luôn kìa. Ngủ lâm này náo hả? Có một anh giả 8 tiếng ngồi đây. À, anh muốn có nói tiếng gì? Anh đang gặp Đồng Hương. Đây, anh Đồng Hương à. Anh chào khán giả đi. Anh tên gì? Anh tên gì? Anh giới thiệu tên luôn anh. Bạn anh tên gì? Nói tên anh nghe chơi cái coi. Anh giới thiệu đi chứ trời. Nói tiện tên anh nghe coi Đồng Hương. Em mới vô anh chưa hỏi mà anh giới thiệu tên nha. À, chào khán giả kênh của chị Hồ Bích Trâm. À, xin lỗi với em, cho em xin kênh đồ trẻ mà. Không, kêu em đi, kêu anh đi, em biết anh à. À, mình tên là Đỗ Phong, cùng quê với Hồ Bích Trâm. Rất là Hồ Bích Trâm. À, vừa rồi cũng Hồ Bích Trâm về quê làm từ thiện mình cũng biết nữa. Ờ, vậy thôi nè. Nói ra nè, bây giờ nói tiếng Mân Nghẻ đi. Em nhanh nói tiếng Mân Nghẻ. Rồi nói lại là ngày em nói là ngày. Rồi nghe trời ba nghĩ thôi ải. Tự tự người ta. Mày có trong phim này Trâm nói tiếng Mân Nghẻ quý vị. Ủa khán giả. Tạo cái gì mà tạo? Tụi em. Khán giả nghe được thấy á. Em quay clip toàn tiếng Mân Nghẻ không mày. Cắt nghe thử đi. Phụ đề hả? Đừng nói nó nữa. Này nữa chưa? Em quán nôn. Quán nôn. Quán nôn nè. Thôi. Được rồi. Thừa sự quá. Đã là miếng này không ăn nữa nào. Thiệt luôn á, kêu đi họp mà nghe tưởng nghiêm trọng lắm, lên không thấy họp gì chưa, thấy ăn không mà trời. Họp xong rồi mới ăn á chứ em giỡn hoài em. Em là lên chạy với cái chân người ta họp xong em mới lên á. Anh Cương vậy nè. Anh Cương vậy nè, kêu đi lên họp chẳng Cương. Đã biết bối cảnh luôn. Xong đi lên nhà anh Cương là không thấy họp gì chưa, thấy ăn không là ăn. Mà kịch bản thì gửi cho diễn viên đọc rồi mà lên anh Cương kể lại nguyên một cái câu chuyện luôn. Không biết diễn viên về có đọc kịch bản không đây. Cái dơ anh Hùng Thuận nè, không bao giờ đọc kịch bản nha quý vị. Bậy quá. Bậy, nó bậy nói gì chết rồi. Bậy, bậy. Thì nói như vậy mới có sự khẳng cán đúng không chị? Chứ không ngồi lo ăn không à. Vô cùng hợp quan trọng nên xin các bạn không được ăn trước ở nhà. Giờ không được ra diễn trước ở nhà. Vô đi, chạy chạy ăn không? Chết tôi à. Vô. Chúc mừng cho cái vai Cẩm Kiêu Kỳ trong... Về nhạc Tết đều có chạy nhất đến. Vô. 1, 2, 3, vô. Phim về nhà ăn Tết mình đổi lại là tựa đề tập 8, đổi lại là về nhà sau Tết. Em không để về nhà ăn Tết nữa, em sửa lại rồi. Làm lại logo chưa? Ừ, làm lại logo luôn. Về nhà sau Tết mới đúng. Tập 8 tập cuối hả? Dạ, tập cuối. Để gán quay phim của anh chiếu kịp tình sau, tiếp theo phim đó luôn. Ừ, chiếu lên liên tục luôn anh. Hết phim em tới phim anh luôn à. 12 tháng 3 là tập cuối phim về nhà ăn Tết, cả nhà nhớ ủng hộ nha. Hình như có mấy quay hình như mọi người không dám ăn hay sao á. Chứ bình thường là Lê Minh Thành là thánh bào mà. Hồi nãy đi cũng có ăn cơm ở nhà rồi á, bị lỗ. Nè anh nồi chở em về đó nha. Đi. Về. Nhưng mà anh hỏi người ta chưa? Hỏi ai? Đừng nhanh mà, lát về lên xe anh về. Anh đi sao rồi?
Còn anh đi lên đây tiền gấp là 230 ngàn. Anh lấy 200, anh lấy 200. Anh lấy gần vậy sao mà nó mắc hết rồi. Anh lấy 200 thôi, bớt 30 ngàn. Gần mà. Sai, đó là sao, mấy cây. Không, từ Tân Phú qua đây gần mà. Từ nhà lên đây 18 cây. Từ nhà lấy 100 à. 100 và nhà anh chăm qua cũng y chang vậy hả? Anh chăm cũng gần gần nghe mà. Nè, đúng rồi mà anh đi xe ô tô hả? Yeah, một hồi nó lên bên thành chở mình về. Ủa, nó đi gấp rồi nè. Đi gấp rồi. Tại vì em sợ mất chỗ đậu xe cho nên là em đi gấp. Bảo chú Vy. Chị nấu á. Anh giật giật cái ngon. Gái con mấy? Dạ dạ. Chị quay phim 100, chị có thể nào tắt cái máy chị mang tiền nhưng được không vậy? Chưa đủ 10 phút anh ơi. Đúng rồi. Đang đợi tới 10 phút đi. Thì cái máy không ai mà. Còn chị nãy giờ cầm cái máy ai cũng nhảy nhảy. Cái máy ai ăn được ai cũng sự lắm nha. Anh đi lấy bạn. Nè, chúng mày tắt cái máy một cái tôi nói ào 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 luôn. Đúng rồi, không ai coi được, không ai coi được. 5 phút sau. Tắt cái máy vậy, lấy số camera. Đúng rồi. Lấy cái camera. Đặt 6 giờ 7 giờ. Để có quay cái sổ rồi. Cái vô cho vô. Anh vô đi, bị sặc rồi, vô. Giờ nó chết rồi đó. Hy vọng chúng ta sẽ cái tốt bộ phim chùm nổ. Vô. Buồn quá, buồn quá. Một, ba. Vô. Ơi, cái video hồi về livestream xỉn cười lắm. Quậy hứa gì đâu. Ừ, nó xàm á. Bán không bán lo nó ngồi nó xàm. Được 10 phút chơi em, để chị biết chị tắt cho mọi người ăn em. Trời, nãy giờ hả? Ngồi nửa tiếng rồi mà giờ. Thôi, lại quay kết anh Cương đi, để anh Cương kêu gọi mọi người coi phim. Đồ ăn gì mà còn lấy dạ, chung lên. Hôm nay mới chia sẻ xíu bà con cô bác. Dạ, hy vọng được có mấy ngày quay hình thì nói chuyện. Bà Trâm cũng sẽ quay những cái hậu trường giới thiệu với bà con bác nhớ ủng hộ phim nha. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Nha mọi người, chào mọi người nha. Anh chào quý khán giả. Nhớ đăng ký kênh của bác Trâm nha. Bye bye, đăng ký kênh của Hùng Thuận nhà đất. Nhà đất Hùng Thuận. Nhớ Hùng Thuận, Lê Minh Thành. Official. Thanh Trương. Còn ai có YouTube không ạ? À? Dạ, ổn không? Chưa có kênh nha. À, quá trời người có kênh luôn, yên tâm đi. Chuẩn bị đi quay phim mình nên lập một kênh. Nè Hương kênh nè, Cẩm kênh. Ai cũng có kênh là trơn á. À, đặc biệt là cậu Tư, cậu Tư ăn cậu Tư. Dạ dạ. Cậu Tư cũng có kênh luôn nha quý vị. Cậu Tư trà sữa official. Làm gì có bậy vậy. À, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và bye bye.